Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Thời tiết các vùng biển nước ta đang có dấu hiệu chuyển xấu khi giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông đã hình thành. Dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới này ở khu vực phía nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam đang mạnh dần lên cấp 4 cho đến cấp 5 và mưa rông cũng đã xuất hiện nhiều. Ngoài ra, trong 2 đến 3 ngày trên giải hội tụ sẽ xuất hiện một vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Quý vị và bà con cần chú ý cập nhật liên tục những thông tin mới nhất để có phương án phòng chống, đảm bảo an toàn. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, duy trì tình trạng thời tiết tốt, gió hướng đông bắc đến đông với cường độ trung bình cấp 4, mưa rông vài nơi, tầm nhìn xa vẫn trên 10 km. Đối với tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, gió hướng đông bắc đến đông, cường độ mạnh cấp 4 cho đến cấp 5. Đi cùng là mưa sẽ gia tăng từ chiều tối mai, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Nguy cơ về các hiện tượng như lốc xoáy, gió giật cũng xuất hiện. Sự xuất hiện của giải hội tụ nhiệt đới sẽ làm cho gió Tây Nam trên các vùng biển phía Nam, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra huyện đảo Côn Đảo mạnh dần lên. Đêm nay và ngày mai, gió mới ở mức cấp 4 cho đến cấp 5, nhưng mưa rông thì đã xuất hiện nhiều và thời gian mưa rông cũng kéo dài cả đêm lẫn ngày, khiến tầm nhìn xa thường xuyên thấp dưới 10 km. Đối với khu vực biển phía Tây của Nam Bộ, mưa rông cũng đã tăng nhanh lên diện rải rác đến nhiều nơi. Tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng mưa rông này. Tầm nhìn xa thấp, nguy cơ về các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, gió giật cũng gia tăng. Tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển Tây, tuyến hải trình Rạch Giá đến Phú Quốc và ngược lại cần hết sức lưu ý đề phòng. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con trong các bản tin tiếp theo.